Nhưng hằng ngày năm đó anh vẫn cười thần tươi, có đôi lời yêu em. Nhưng bị cực á. Nhưng gì? Em hồi hộp quá chị. Tới đôi lời yêu em chưa dám hỏi lời, bên đây tao nhắc tuôn kìa. Em nghĩ là người ta phải chiều em thì người ta mới là yêu em, cho nên là em hay đặt ra những cái câu chuyện hơi ngang ngược xíu. Thì có rất nhiều cái mâu thuẫn tranh cãi với nhau, thì có nhiều lần em nói là em muốn dừng lại nhưng mà bạn đó không chịu. Nhưng mà cho đến một ngày em phát hiện bạn đó quen một cái người khác. Bạn cũng là người đề nghị nói lời kết hôn, và cũng là người đề nghị chia tay. Mốt rút kinh nghiệm nha, người ta cầu hôn làm lẹ liền đi, còn hẹn qua năm sau rồi nữa. Chị biết mà, tính chất công việc với lại em còn phải gia đình nữa. Việc gì mà quan trọng bằng trai trời. Cát Tường và Hứa Minh Đạt chào mừng quý vị khán giả đã đến với chương trình Ghép Đôi Thần Tốc. Cảm ơn ứng dụng hẹn hò và giữ lửa tình yêu Speak Couple đã đồng hành cùng với chương trình. Wow, nhân vật hôm nay là ai ta chưa cần biết. Bây giờ mình hãy áp dụng nguyên tắc im lặng là vàng. Nói chung là cố gắng hết sức kiệm lời đi nè. Kiệm lời là ủa là không, mình không nói gì luôn, để cho mấy người chơi tự nói luôn. Không, mình cũng phải nói chứ, mà khúc này nè, khúc này là cái dớp khúc này kiệm lời. Cái khúc này dớp. Chỉ cần vỗ tay thôi nè, đập tay thôi nè. Yeah. Yeah. Và bây giờ xin mời hai chàng trai của chương trình bước ra sân khấu. Và còn chần chờ gì nữa, mời hai cô gái xinh đẹp bước xuống thôi, bước xuống thôi. Wow. Xinh xắn đẹp đẽ dễ thương được rồi. Bên đó làm trước đi. Bên đây luôn nè. Cô gái ngồi ghế màu xanh, em hãy giới thiệu về mình đi. Dạ, em chào chị Cát Tường, em chào anh Hứa Minh Đạt và quý vị khán giả. Em tên là Bảo Trân, em sinh năm 96. Hiện tại thì em đang kinh doanh online và làm người mẫu. Điểm mạnh điểm yếu em là gì? Điểm mạnh của em là về giao tiếp và học hỏi. Điểm yếu là em hơi cảm xúc, em hơi nhạy cảm. Cảm xúc là cảm xúc vui hay cảm xúc buồn nhiều? Dạ, thường thì dễ buồn. Khi buồn đó em làm cái gì? Dạ, khi buồn thì em sẽ làm những việc mà em thích. Ví dụ như là về em đang kinh doanh thời trang thì em sẽ vẽ thiết kế. Em có thiết kế các mẫu thời trang dạ, hả? Dạ, đúng rồi. Bao nhiêu mẫu rồi? Cũng được 2 bộ sưu tập. Một bộ là bao nhiêu mẫu? Dạ, một bộ khoảng 7 đến 10 mẫu. Và ngày hôm nay em tới chương trình là trang phục này là em tự thiết kế hay dạ, là... đúng rồi. Đặc sắc quá, trần hèn gì ha. Giờ gia đình đang mong muốn em lập gia đình luôn hay sao? Dạ, ba mẹ thì cũng hay hỏi là sao chưa có dẫn người yêu về. Hy vọng ngày hôm nay không ngày may mắn nha em. Dạ, cảm ơn. Cảm ơn em rất nhiều. Dạ. Tới chàng trai ghế xanh. Dạ, chào chị Tường, anh Đạt và toàn bộ trường quay và tất cả khán giả đang theo dõi chương trình. Em là Tuấn Anh, 27 tuổi. Hiện đang làm quản lý phòng kinh doanh của một công ty làm đồ án tài chính. Em thì đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Mình làm công việc này lâu chưa? 5 năm. Điểm mạnh điểm yếu của mình là gì nè? Vui vẻ, hòa đồng, hài hước, biết lắng nghe, chia sẻ và chịu khó học hỏi. Ngoài ra em còn biết nấu ăn, biết chơi piano. Wow. Ngoài việc vặt vặt. Hay quá ha. Còn điểm yếu thì em có rất là nhiều điểm yếu, thì em đang cố gắng hoàn thiện từ từ những cái điểm yếu của mình. Ví dụ một vài điểm cái yếu nổi trội. Yếu lớn nhất thì hiện tại em rất là dễ bị delay về thời gian. Rồi mới mốt có bạn gái thì sao? Nếu như bạn chịu đợi thì em sẽ có mặt. Trời đất ơi, bạn chịu đợi là rồi thì sao? Trời đất ơi, nhưng mà bây giờ đã tới muốn lấy vợ chưa? Dạ muốn chứ. Muốn lấy vợ mình phải sao chứ, mà bây giờ hẹn bạn gái mà cho bạn gái trễ hẹn hoài. Em nghĩ là như thế này, có nghĩa là nếu mà em làm công việc á thì nó cũng là lo cho cái tương lai chung của hai đứa. Cái thời gian đó cũng là em làm chứ không phải là em đang giải trí gì hết. Mình có thể không gặp được 7 giờ nhưng mà bất cứ khi nào làm xong 11, 12 giờ nếu mà bạn cần thì em vẫn xuất. Trời ơi, nhưng cái đó là khi nào vợ em nhà ta mới chịu em vậy. Còn bây giờ mới đang đi làm quen đi cua gái mà bây giờ hẹn 11 giờ đêm không sao được. Không thì có thể đứng trước nhà nói chuyện với nhau cũng được rồi. Trời ơi, ngồi đứng trước nhà nói chuyện. Vậy bây giờ em có làm vậy, em có tiền nhiều kỳ thiệt nhiều, nhưng mà bây giờ con gái nó cũng phải cần cái người đàn ông ở bên cạnh. Giờ có tiền nhiều mà không có thời gian cho bạn gái cũng mệt à, cũng thua à. Em nghĩ là em sẽ sắp xếp được. Chứ dù khi có thằng nó ít tiền hơn em nhưng mà ngày nào nó cũng đưa đón bạn gái em là nó cũng hốt bạn gái em luôn á. Đúng không? Rồi bây giờ thí dụ lấy vợ rồi thì mình ở đâu? Hiện tại em vẫn đang có trả góp nhà. Thằng trả góp nhà thì cũng có nhà nhưng mà em đang ở với ba mẹ hay ở cái nhà mình mua trả góp? Em vẫn vừa với ba mẹ vừa ở bên kia luôn. Chạy qua chạy lại rồi. Hiểu. Nhà đông anh chị em không? Dạ nhà có 2 anh em. Rồi ok, rồi coi như là cũng có nhà riêng rồi, công việc ổn định, chỉ thiếu chút về thời gian thôi.
Trang cũng đầy đủ quá rồi. Mong bạn gái thông cảm. Mà ngày hôm nay hồi hộp á, tự nhiên mình ghép đôi cho bốn bạn này trùng hợp hay sao á, mà bên đây đen thùi lùi luôn. Bên đây hả? Trời ơi. Bây giờ tới em nè, cô gái người ghép màu đỏ, mặc cái đầm màu đen luôn. Dạ, lời nói đầu tiên cho em xin chào anh Minh Đạt và chị MC Cát Tường. Và cùng khán giả có mặt tại trường quay hôm nay. Em tên là Hoàng Trâm, năm nay em 22 tuổi, đến từ thành phố Nha Trang, nơi đầy nắng và gió. Hiện tại đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Công việc của em là diễn viên và mẫu ảnh. À, diễn viên mẫu ảnh luôn, hàng gì xinh quá trời. Em vô thành phố Hồ Chí Minh được bao lâu rồi? Em vô thành phố thì cũng lâu, nhưng mà em mới vào lại đây được một tháng. Mới vào một tháng thì ở đâu? Dạ, em đang ở quận Bình Thạnh. Điểm mạnh em biết là gì? Điểm mạnh của em là hoạt bát, trò chuyện và tâm sự động viên mọi người. Còn về điểm yếu của em là chỉ động viên được người khác nhưng mà không động viên được chính bản thân. Như là nói người ta thì hay lắm mà chuyện của mình chết quốc. Vâng. Khi mà chết quốc thì em có tìm những người bạn tâm sự lại không? Cũng có ạ. Tại vì con gái thì có mạnh mẽ cỡ nào đi nữa thì mình cũng phải cần có một vài người bạn để mình tâm sự. Chia sẻ đúng không? Vâng ạ. Rồi, cảm ơn thật nhiều. Đó là thông tin của cô gái đến từ Nha Trang. Mời chàng trai ngồi ghế đỏ, chàng trai cuối cùng. Dạ, chào chị Cát Tường, chào anh Hứa Minh Đạt, chào tất cả khán giả. Em tên là Nguyễn Quốc Khánh, hiện đang là kỹ thuật viên vận hành thiết bị tại một doanh nghiệp, đang sinh sống và làm việc tại thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Em nay là 28 tuổi. Thí dụ có bạn gái thành phố thì bao lâu xuống được lần? Dạ không, thì đối với em thì một tuần thì có thể xuống được cả tuần luôn. Xếp đâu dạ dữ vậy? Tại vì nó cũng gần rồi chị, thời gian đi cũng nhanh nên là em cũng đi được. Điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Điểm mạnh của em là một người cần cù và chịu khó học hỏi. Nó cũng là cái điểm mạnh mà em thấy là từ nhỏ tới lớn em phát huy rất là tốt trong công việc cũng như là trong học tập. Còn cái điểm yếu của em thì đôi khi cũng hay lơ đễnh, cũng hay trì hoãn công việc một tí. Nhưng mà sau khi mà em phát hiện ra thì em sẽ khắc phục liền, chứ không có thể nào mà để nó xảy ra ở cái mức nghiêm trọng được. Lúc rảnh rỗi thì mình sẽ làm gì ngoài cái thời gian ở công việc? Thời sinh viên là em gọi là thuộc dạng là nghiện game. Vài năm đầu sau khi mà em ra trường em đi làm vẫn còn nghiện game. Cái em mới phát hiện ra là bây giờ nãy mình ngồi mình chơi game mà mình cũng chẳng được gì cả, nên mình quyết tâm là em nghỉ luôn và em chuyển qua hướng mà tập thể thao tới bây giờ. Wow, tập thể thao môn gì? Xe đạp địa hình. Và đạp địa hình đạp cái giờ nào? Buổi sáng sớm trước khi vô làm á chị. Đúng rồi, ai mà game thanh niên bây giờ mà dồn hết thời gian vô game. Dạ, dạ. Uổng phí thà cuộc đời, thà em mê gái chị không tức. Tự nhiên mê game có cái gì chứ, nó đâu mà mê. Rồi bên này người ta biết đàn biết đồ, mình có biết đàn biết hát gì không? Em thì hát cũng tạm ổn thôi, còn nhạc cụ thì em cũng đang cố gắng học thêm một vài nhạc cụ. Bây giờ hát đoạn thử nghe nè. Dạ, hôm nay đến chương trình thì xin gửi tặng anh Đạt cũng như là chị Tường với các bạn thì em hát một đoạn trong cái bài Cười 18-20. Nụ cười 18-20, năm nay em nhiêu tuổi? Dạ, em này 28. Hơi lố ha, thôi kệ, hát đi cho coi như mình trẻ 18-20 ha. Vô. Sao vậy, đứng cười cười vậy, em đọc rap được không? Đọc được nhưng mà không hay lắm ạ. Rồi bên đây hát xong bên đó rap nha. 2, 3, mời em. Những tháng ngày năm đó ta đã cười thần tươi, 18 đôi 10 những nụ cười đẹp nhân đời. Dẫu gian khó, dẫu phong ba, hiên ngàn bước nắng gió sẽ qua. Những tháng ngày năm đó anh vẫn cười thần tươi, có đôi lời yêu em nhưng bị cực á. Nhưng gì em hồi hộp quá chị, có đôi lời yêu em nhưng chưa dám ngỏ lời. Bữa nay tao nhắc Tuần kìa, nhưng có đôi lời yêu em nhưng trong anh dám ngỏ lời. Yêu bầu trời đang mây cũng lang ngang vệt nắng cuối trời, và nhớ bóng dáng đôi mươi, nhớ nụ cười xuân hơi. Wow, hay quá. Tạm. Như vậy là chúng ta đã nghe được thông tin của bốn bạn. Bây giờ chúng ta sẽ để cho các bạn ấy tìm hiểu nhau nhiều hơn, chúng ta đi sâu hơn một chút về tình yêu, tình trường. Rồi quay lại với bạn trai ngồi ở ghế màu xanh. Em có bao nhiêu mối tình rồi? Em cũng trải qua được một vài mối tình rồi. Có một cái mối tình mà đến bây giờ thì em vẫn còn nhiều các ấn tượng. Mối tình là cách đây bao lâu rồi? Từ thời sinh viên á, thời đoạn đầu quen á, thì hai đứa là hợp nhau tầm khoảng thời gian vài tháng. Em có vấn đề với gia đình và em không có nhận sự chu cấp nào từ gia đình hết. Trong khoảng thời gian đó bạn cũng có kêu em đi làm, rồi em cũng hứa là em đi làm, nhưng mà do lười, do này do kia rất là nhiều lý do, thì thành ra cứ ngày này qua tháng nọ các em vẫn không có đi làm. Coi như là mọi chi phí là bạn đó vừa học vừa làm, bạn đó lo hết. Em suốt ngày ở nhà chơi coi phim, nằm ở nhà vậy. Vẫn đi học thì có rất nhiều cái mâu thuẫn tranh cãi với nhau, thì có nhiều lần em nói là em muốn dừng lại nhưng mà bạn đó không chịu. Nhưng mà cho đến một ngày em phát hiện bạn đó quen một cái người khác. Khi
khi mà em trao đổi với bạn về vấn đề đó thì bạn không có chối, nhưng mà bạn nói với em vài câu mà đến bây giờ em vẫn nhớ. Không ai muốn bên cạnh một cái thằng bất tài vô dụng cả. Không ai muốn bên cạnh một cái thằng bất tài vô dụng cả. Nếu mà mày chịu thực hiện những gì mày đã hứa, mày chịu nghe lời tao dù chỉ một lần, thì tao không có như vậy. Đừng bao giờ mở miệng ra là nhà Tuấn Anh thế này, nhà Tuấn Anh thế kia, người ta khinh thêm. Cái gì mà chính bản thân mình làm ra người ta mới tôn trọng. Sau cái mối tình đó thì em tập trung vào cái vấn đề học và làm. Thì sau 3 năm phấn đấu thì em cũng có thành tựu và em làm vị trí quản lý. Vào một ngày tình cờ em check những cái CV mà em chuẩn bị phỏng vấn, thấy hồ sơ của bạn gái thì em thấy cái CV của bạn đó. Cái thời điểm đó khi mà em nhìn cái CV thì nó rất nhiều cái cung bậc cảm xúc, và cũng có những cái mà mình lo sợ. Em có tâm sự với rất nhiều cái người bạn thân, gần như tất cả các lời khuyên là thôi đừng nên, mày đã trải qua bao nhiêu thứ mà mới có ngày hôm nay rồi, đừng vì những bất cứ cái gì mà chấp nhận cái rủi ro gì nữa. Đến cuối cùng thì em vẫn lựa chọn đối diện. Thì buổi phỏng vấn nó diễn ra thì em vẫn nhớ ngày phỏng vấn đó, em nhờ một cái bạn nhân viên của em á dẫn bạn đó vào phòng đợi. Thì sau khi mà bắt đầu bước vào buổi phỏng vấn thì thật sự cảm giác của em khi mà trao đổi với bạn sau bao nhiêu năm á, nó rất là hụt hẫng. Em cảm thấy em không có cái tình cảm nó không nhiều như em nghĩ. Và cái người mà em có tình cảm á, không phải là cái người đối diện này. Ai rồi cũng trưởng thành, ai rồi cũng khác đó rồi. Thì bạn đó trở thành nhân viên của em. Tức là vẫn tuyển vô làm. Thì làm việc, bạn đó làm rất là giỏi. Trong khoảng thời gian làm việc với nhau thì hai đứa cũng có đi chơi riêng, cũng có đi ăn, uống và vẫn thật sự đúng là cái mối quan hệ của ai là nào, quan hệ mở nhưng, hay là... Thì cũng có như là bạn bè đó. Với lại em tới tận bây giờ là cũng được 2 năm hơn, 3 năm rồi. Thì bạn đã có gia đình và có em bé được 1 tuổi, gần 1 tuổi rồi. Qua cái mối tình đó em rút ra được cái điều gì cho bản thân? Một cái bí mật mà bây giờ hôm nay em mới cả. Có nghĩa là có rất nhiều bạn làm chung với em, rất nhiều nào mà không biết. Là hồi xưa em đi phỏng vấn ở những cái cửa hàng tiện lợi thì người ta nói là em không đủ năng lực để làm được cái việc đó và em bị từ chối. Thì nếu mà thời đó mà không bị từ chối thì chắc là em làm cửa hàng tiện lợi, có thể là giờ cũng có những cái thăng tiến đó. Nghe là tính ra là em cũng phải cảm ơn cái người bạn gái cũ đó. Nói về vấn đề đó, thật sự ở khía cạnh em rất là cảm ơn bạn vì những cái suy nghĩ của bạn và những cái lời nói của bạn nó đau đớn nhưng mà nó đúng. Nhưng mà em không đồng ý với cái hành động đó. Đồng ý với cái lời nói nhưng không đồng ý với cái việc là có một cái người khác rồi mới nói như vậy. Đúng rồi. Mà như vậy em mới đau thì em mới có thành công như ngày hôm nay. Em phải hiểu cái tâm lý của cái người phụ nữ lúc đó, người ta cũng là ức chế lắm rồi nhưng mà người ta không có bỏ được, tại vì phụ nữ á, người ta chưa có cái người mới, người ta lo cho em đi học đi hành rồi về, ta giặt giũ quần áo nấu nướng cho em ăn nữa, em nằm trải thay ra đó thì đúng không? Cho đến một khi người ta gặp được một cái người khác mà người ta thấy ồ tại sao mình phải dính vô cái thằng ông nội này cho nó mệt, lúc đó người ta mới dứt và người ta nói thẳng với em như vậy, cô đó đúng chứ cô đó không sai. Mà nhờ cô đó đúng ngày hôm nay em mới vậy. Trước đó không phải là không làm gì đâu, nhưng mà em chưa tìm được cái mà thế mạnh của mình. Nhưng mà thời này đâu có Lưu Bình Dương Lễ đâu, ai mà ăn ở không mà làm nuôi em hoài. Trời ơi không, thật sự đó là không có thời khắc lúc đó, bạn ấy cũng trẻ, mấy cần đúng một rồi. Người nương tựa hơn thì cô trong kia khi đó cũng mình trẻ không vậy. Đủ năng lực cho nên cô kia cũng trẻ, cô cư xử vậy cũng đúng rồi. Thôi, không có gì ai sai, đó là những người trẻ bỏ qua. Bây giờ lo sắp lấy cho chuẩn bị lấy vợ đi, người ta có chồng có con rồi. Đó là một câu chuyện kể đấy, mà đó là một cái bước ngoặt để mình sang một cái trang mới. Thật sự em tìm cảm giác, nhưng mà em tìm một cái người mà cho em cảm giác an toàn. Vậy là không có gu. Cũng khó lắm, khó hơn là tự đặt ra một cái chuẩn nào đó. Chị tình yêu em như thế nào? Trước giờ thì em cũng có được khoảng 3 mối tình. 3 mối tình. Dạ, nhưng mà thì mối tình mà em nhớ nhất đó là hồi cấp 3 của em. Là lúc đầu là em yêu đơn phương đó. Tại vì em tỏ tình nhưng mà bị từ chối. Em tỏ tình nhưng mà bị từ chối. Cũng gần cả năm trời bạn đó mới tỏ tình lại với em. Trốn tình chạy rồi, chạy tình theo nữa. Dạ. Lúc đó em còn cảm giác cho bạn đó không? Dạ còn. Cho nên là em đồng ý và hai đứa yêu nhau. Nhưng mà hồi xưa thì cái bản tính của em thì hơi đỏng đảnh một xíu. Em nghĩ là người ta phải chiều em thì người ta mới là yêu em. Cho nên là em hay đặt ra những cái câu chuyện hơi ngang ngược xíu để thử lòng bạn đó. Những thử thách hả? Dạ đúng rồi. Đưa những thử thách như thế nào? Ví dụ như là hôm đó em muốn đi ăn ở quán đó thì bạn đó cũng chiều. Nhưng mà khi mà đến quán đó thì em lại đòi đi qua cái quán khác. Rồi cuối cùng đến một cái giới hạn của một người thì bạn đó thấy mệt mỏi là đề nghị chia tay. Kết thúc mối tình. Dạ kết thúc mối tình. Thì em cũng bị em lại tiếp tục, em vẫn còn tình cảm bạn đó trong khoảng 5 năm. Sau này mới em nhận ra được là em sai. Dạ. Còn tiếc nuối gì không à? Em chỉ thấy là đó là một cái bài học
trong tình cảm của mình. Đó rất là giúp cho mình sau này thì em điềm đạm lại. Giờ cuộc tình gần đây nhất của em là cách đây bao nhiêu lâu? Khoảng 2 năm là tình công sở. Tụi em làm chung một công ty, xong rồi hai đứa tự, lúc đầu cũng không có thích lắm đâu. Sau cái tự nhiên cái tiếp xúc từ từ cái thấy là cái người đó không phải như vậy. Rồi từ từ thì quen nhau, cũng quen được chừng độ 1 năm. Dạ thì tụi em cũng... Cũng ví dụ mà đi ăn uống luôn hay sao? Dạ không. Có kinh nghiệm rồi đúng không? Dạ có kinh nghiệm rồi. Lần này đại đọa ta bằng cách nào? Dạ lần này thì em bình thường. Bình thường là cứ yêu nhau thôi. Nhưng mà do là một phần do văn hóa và tư tưởng cũng hơi khác nhau. Vì văn hóa tư tưởng? Dạ hơi, dạ trưởng một xíu. Mà em thì công việc của em thì lúc đó là em làm việc với KOL, với người mẫu người kia thì cũng khá là nhiều, tiếp xúc với nhiều người khác giới. Đến cái việc mà em mặc đồ hay gì đó thì cũng hơi thoải mái một xíu. Đôi khi thì không có hợp với lại cái quy chuẩn của người ta đặt ra. Dạ, cho nên là tụi em có những cái suy nghĩ và những cái lời nói, những cái hành động nó không có đi tới được với nhau. Bỏ qua chuyện cũ ha. Bỏ qua đi, chứ mỗi lần nhắc tới thì cái giọng em đung đung như muốn khóc à. Dạ, em còn... là hơi đa sầu đa cảm. Thôi bây giờ mình gạt nói cái cảm xúc đi ha. Nói tương lai có xúc động không nè? Dạ. Em mong muốn là có được một người đi cùng với em trong tương lai thì sẽ thấu hiểu nhau, cùng lắng nghe nhau, không ai có một cái quy chuẩn riêng. Dạ. Sao giống anh ngồi ghế xanh quá vậy? Là cảm xúc là quan trọng nhất. Dạ đúng rồi. Đấy, cái cảm xúc nó mới khó đó. Quay qua chàng trai ghế đỏ. Tình trường của em sao nè? Dạ thưa chị Tường với mọi người với anh Đạt luôn là thật ra nếu mà nói về tình trường thì em chỉ có tình đơn phương thôi. Chứ còn mà chính thức thì chưa có một mối tình nào cả. Đẹp trai phong độ à, cái giai đoạn game chắc lâu quá phải không? Dạ giai đoạn game thì nó cũng hết thời sinh viên thôi chứ lại năm đầu tiên. Ủa vậy tại sao mà đơn phương thôi là lý do? Từ lúc mà em học đại học á, cái ngành của em nó đã là không có nữ trong đó rồi, nó đã là thuần là có nam thôi. Và sau này khi mà em ra trường xong thì em vào doanh nghiệp làm thì cũng là cái môi trường đó là cũng toàn bộ là nam hết. Cho nên là cơ hội không có. Nếu như mà trách á, hơn 90% phải là trách bản thân em. Tại sao? Em tự cảm thấy là em là một cái người giống như là cái năng lực tình cảm nó hơi là yếu kém. Tính nhát hay là sao? Hay là cái vấn đề dạ, em thì không có nhát nhưng mà em cảm thấy là khi mà em tìm hiểu những bạn nữ đó, em không có cho được những bạn nữ đó cảm giác gọi là cái sự tin tưởng. Có nghĩa là thích nhiều người mà không biết làm sao để cho người ta biết là mình thích người ta để người ta tin tưởng mình. Dạ đúng rồi chị. Ví dụ em thích, em có nói cho người ta biết là anh thích em không hay là em làm gì? Khi mà em có tình cảm với một cô gái á, thì em sẽ tiếp cận bằng cách là ví dụ như là mình xin info, rồi mình nhắn tin gọi điện gì đó. Mà em cũng có tỏ tình nhưng mà các bạn nữ đều từ chối. Thì em biết là như khả năng là chỉ dừng đến đó. Từ chối bao nhiêu lần à? Dạ tầm chắc hơn chục lần. Dạ tầm chắc hơn chục lần. Dạ tầm chắc hơn chục lần. Trời ơi. Trời ơi. Tại sao lại có những cái điều kỳ lạ như vậy mà từ chối một chục lần trời. Dạ đối với tin nhắn á, em nhắn khoảng chừng từ 2 đến 3 tin là một là bị chặn, hai là bị xin. Được rồi. Một ngày trung bình em nhắn bao nhiêu tin? Từ 5 tới 10 tin. 5 tới 10 tin thôi là bị chặn rồi. Nãy em nói năm nay là nhiêu tuổi? Dạ năm nay em 28. 28 rồi bây giờ muốn lấy vợ chưa? Dạ bây giờ em muốn tìm hiểu là 30 là lấy. Là tìm hiểu 2 năm 30 là lấy. Ở nhà có ba mẹ có hối không? Bố mẹ em thì rất là phóng khoáng trong cái chuyện hôn nhân. Tại vì mẹ em, đặc biệt là mẹ em quan tâm tới em nhiều. Thì mẹ em cũng nói rằng là nếu như mà cảm thấy mà quen được, lo được hoặc cưới được thì hãy lấy. Chứ má thì má không ép buộc. Tại vì thế hệ của bố mẹ cũng đã trải qua chuyện hôn nhân cũng không có êm đẹp. Bố mẹ mình cũng không êm đẹp. Dạ. Cho nên thì là khuyên không, con là không, nghĩa là không có hối em. Không có hối. Chắc dạ. Cú thì hẳn lấy. Dạ. Giờ em muốn tìm một người bạn gái nè, một người vợ tương lai là người như thế nào? Thứ nhất là hiểu về cái tính cách của em, hiểu cho cái công việc của em, là biết san sẻ trong công việc cũng như là trong trong cuộc sống là được. Trời ơi, thằng em của tôi tuyệt vời mọi người, đúng không mọi người? Đẹp trai, hồng hào, công việc ổn định, chơi thể dục, thể thao đâu. Rồi, còn cô gái của tôi, bao nhiêu chuyện tình rồi? 2 chuyện tình rồi ạ. Mối tình thời học sinh và một mối tình thời cao đẳng ạ. Cái nào sâu đậm hơn ạ? Nếu mà nói sâu đậm thì mối tình cao đẳng sâu đậm hơn ạ. Rồi, mối tình cao đẳng sao? Dạ, mối tình cao đẳng thì có tính đến chuyện kết hôn rồi ạ. Lý do gì sao? Thì em với bạn là mối tình yêu xa. Rồi. Bạn đi bộ đội, em thì em quen bạn ở trong bộ đội luôn. Tình cờ là em đi thăm anh em. Cũng tội bạn á anh. Ở trong quân ngủ mà. Anh biết là đâu có cho xài điện thoại đâu. Lén bài. Thì thấy rồi. Thương quá thôi. Em cũng yêu nhau. Dạ. Nếu mà tính ra em với bạn đó quen được 4 năm. Là xuất ngủ là về là vẫn còn quen đúng không? Vâng. Hay quá trời. Rồi sao nữa trời. Một cái sức mạnh như vậy còn vượt qua được. Còn sóng gió gì nữa à? Chắc là khoảng cách yêu xa. Em ở Nha Trang, bạn ở Đắk Nông. Mỗi năm là em với bạn chỉ gặp nhau 2 đến 3 lần. Rồi ai là người nói lời chia tay?
Dạ bạn nam. Bạn cũng là người đề nghị nói lời kết hôn và cũng là người đề nghị chia tay. Sao lúc đề nghị kết hôn không chịu? Hai đứa đã thống nhất với nhau là sang năm sẽ tính đến chuyện kết hôn rồi. Và nói tới lại gia đình, nhà bạn lại đã giảm họ xuống giảm họ. Cái tự nhiên bạn cho em một phần lặng. Vậy là có bộ khác rồi đó. Thì một năm gặp nhau có 2-3 lần. Bởi vậy khổ quá. Trời ơi là trời. Mốt có kinh nghiệm nghe, người ta cầu hôn làm lẹ liền đi, còn hẹn qua năm sau rồi nữa. Chị biết mà, tính chất công việc với lại em còn phải gia đình nữa. Việc gì mà quan trọng bằng trai trời. Trời ơi chị mạnh mẽ ghê ta. Ai cầu hôn cứ liền cưới liền. Thiệt tình bây giờ hẹn ai ngon cầu hôn với Tường đi rồi. Ai dám ngon. Là coi như là thất tình bao nhiêu lâu à? Một năm rồi. Rồi giờ muốn tìm một người bạn trai cho một người chồng tương lai sao nè? Ở gần em một chút ạ. Biên hòa được không em? Được được chị ạ. Có tiêu chuẩn gì không em? Cao hơn em là được. Rồi. Ôm ôm xíu ạ. Trời hay quá chừng. Ngon lành luôn nè, tôi có thằng em đẹp trai quá lắm. Quá trời quá đất luôn á. Bây giờ thì mình đã hỏi ý kiến người thân nha. Người thân ở dưới quá trời nè. Rồi chào em tên gì? Dạ em tên là Lina. Lina hôm nay dạ. Lina tới ủng hộ cho ai? Dạ em tới ủng hộ cho bạn Trâm. Bạn Trâm ngồi ghế đỏ ha. Theo em nghĩ anh nào sẽ có thể phù hợp với bạn Trâm hơn? Cái anh mà phù hợp với bạn Trâm là anh ngồi ghế đỏ. Ghế đỏ. Ngồi ghế đỏ luôn. Lý do tại sao anh ghế đỏ hợp với bạn em? Thấy hợp thôi. À thấy hợp thôi dạ. Ha. Cảm ơn em. Bên đây em trai. Chào mừng anh Đạt và chị Cát Tường ha. Em là Tú, em là người thân của Tuấn Anh. Tuấn Anh, ngồi ghế màu xanh. Ghế màu xanh. Có chung công ty luôn à, thấy mặc màu áo truyền thống quá. Chung công ty. Nãy giờ nghe câu chuyện của hai bạn nữ thì theo cảm nhận riêng của em thì bạn nữ ghế màu xanh là phù hợp với anh Tuấn Anh hơn. Màu xanh, hôm nay sao đơn giản người ta hợp màu vậy, không có tranh cãi gì vậy. Màu xanh rồi. Rồi, vậy còn em gái này là đi theo nãy ai? Có phải là mối tình đầu của anh ấy không à, cái mối tình mà chung công ty luôn đúng không? À, ở đây hay sao? Em chào anh Đạt với lại chị Cát Tường. Em tên Thảo, là người thân của anh Tuấn Anh. Em nghĩ là nếu mà gu của anh Tuấn Anh thì em nghĩ là cũng hợp với bạn ghế xanh. Chà, bữa nay người nhà có vẻ giống như có thỏa hiệp ở dưới, đơn giản quá ta. Bơ nhanh gọn lẹ rất nhưng lẹ mà thôi, đó là... Mình còn chần chờ gì nữa? Tại mình mặc áo màu xanh. Đúng rồi, mình mặc màu xanh. Hy vọng. Mở cửa trái tim. Sao ạ? À? Hai chàng trai mình có muốn tặng quà gì không ạ? À? Đến đó chương trình mình có món quà, anh cũng muốn tặng em. Và à chị hả? Cảm ơn em. Chủ nghĩa khắc kỷ. Anh hả? Cảm ơn em. Thôi, bây giờ chúng ta phải chơi game, trò chơi mang tên ảnh đẹp tình yêu. Wow. Là các bạn ở trên này sẽ tạo ra những bức ảnh đẹp theo mẫu và dưới đó sẽ có photographer chụp hình các bạn. Tạo dáng tình yêu 10 giây chị. 10 mẫu ảnh luôn. Đó, hợp với chiều cao luôn. Kiểu ảnh đầu tiên, đối mặt nhau và chù mồi. 2, 3. Rồi đây kiểu thứ hai, nắm tay phụ nữ. Rồi nhìn bằng nam. Trời ơi, ông kênh ta kìa. Hai này chuyên nghiệp à. Cảm ơn. Sao nhìn này để đắt xô à. Tiếp đi nè. Rồi móc cái khác. Là số 1 đi. Rồi số 1. Wow, đám cưới luôn. Đám cưới rồi nha. Uống rượu da bôi luôn. Uống rượu da bôi luôn hả? Uống rượu da bôi luôn, có đậu cụ luôn. Rồi uống rượu da bôi luôn. Mời em qua uống rượu da bôi à. Đó, người mẫu ảnh nè, chuyên nghiệp nè. Wow. Hai bạn chụp hình có cảm giác gì không à? Rung. Dạ rung quá Đạt. Rung quá thì thôi vô đây ngồi. Dạ. Rồi tới phiên em đó, đứng lên nào. Qua bên anh Đạt. Rồi lựa một cô gái ra chụp hai mẫu đó đi. Em chọn bạn ghế xanh. Ghế xanh à? Cho em xem lại thế. Hai người sẽ tạo thành hai trái tim. Rồi bắn tim. Bắn tim và một trái tim nữa. Một trái tim lớn, một trái tim nhỏ. Trời. Hay quá trời. Chọn bạn nào à? Ghế đỏ. Trời ơi. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Nãy giờ là mình đã được chụp ảnh cùng nhau. Cũng có sự va chạm. Cũng có sự va chạm nhẹ với nhau. Cũng đo được cảm xúc cho nhau chứ bộ. Bây giờ chúng ta sẽ thảo luận thêm một chút xíu nữa. Cái chủ đề là nếu như người chồng mà gặp người vợ đi với người lạ sau giờ làm thì mình sẽ như thế nào? Rồi, người chồng nói trước đi. Em trong cái ngành tài chính ngân hàng thì đi với người lạ là nam đúng không, thì nhiều khi cũng chưa chắc là nam đâu,
đó là cái đặc thù của ngành tài chính ngân hàng của em. Em đi với bạn nam này, bạn ấy cũng chưa chắc là nam đâu đúng không? Nhưng mà em nghĩ là mình cũng phải sẽ có ngồi lại nói chuyện với nhau. Mà nói lúc đó luôn hay gì mới nói? Thì chắc về nó. Rồi rủi là đi hoài nó không về luôn sao? Thì tối đó nó về hơi phi à. Thì nếu mà chuyện gì mà có thể giải quyết được thì không cần suy nghĩ. Còn đã không giải quyết được rồi thì suy nghĩ cũng vậy. À, có nghĩa là mọi thứ tùy duyên đúng không? Dạ. Yeah. Cái lúc em hành động thế nào? Khi mà nhìn thấy cảnh đó là em sẽ tiến thẳng tới, em nói chuyện hoặc là em đi về nhà, em sẽ chờ đợi. Có một cái câu trên mạng, bởi vì em thấy là nếu mình không ngại thì người còn lại sẽ ngại. À, thì em... mình vẫn bình thường. Ví dụ nếu là vợ mình, như trong cái chủ đề này, nếu là vợ mình thì mình vẫn lại nói chuyện bình thường và mình chào hỏi cả hai người. À, mình vẫn tiến thẳng tới, mình đối diện. Mình không ngại thì người khác sẽ ngại. Ai? Mình không ngại thì người khác sẽ ngại. Mình ngại người khác nói mình dại. Tới em mắc cười đi. Theo suy nghĩ của em á, thì thứ nhất là em phải trao đổi là thứ nhất là có phải là tính chất công việc thật hay không. Ừ. Cái thứ hai nữa là nếu mà đi xả stress sau giờ làm, ví dụ như ăn uống gì đó, thì em có thể là trao đổi với người yêu hay vợ là anh sẽ chở em đi, anh đón em về. Còn nếu như trường hợp vợ hoặc là người yêu mà muốn đi riêng thì ok, em cũng sẽ cho đi riêng mà em sẽ theo dõi theo. Theo dõi luôn? Theo dõi luôn. Rình, rình, coi coi. Hỏi lại coi là hãy là em đi với ai. Nhưng mà vẫn rình, vẫn rình. Dạ, vẫn đứng, vẫn rình. Cũng theo dõi. Cũng theo dõi. Khi em rình, em theo dõi thấy người lạ mặt đó nắm tay vợ em, ôm vợ em, có thể đặt một nụ hôn gì đó. Rồi em về em hỏi coi đúng vậy em hôn này em đúng rồi. Thì sao? Một khi mà cái người vợ và người yêu đã có những hành động đó rồi thì mình trong đầu cũng sẽ tự nghĩ. Mà có tới không hay là lẳng lặng lúc lặng đó? Lặng đi về để không hỏi. Em thì không sẽ không có, có tới cản hoặc là không có tới gọi là hành động gì là ngay đi lúc về. Đó. Dạ, nhưng mà thấy hùng gọi là đi thấy, về hay là rình tiếp? Có thể là em... rình tiếp? Là chụp hình làm bằng chứng gì đó. Chụp hình làm bằng chứng. Có chụp hình. Dạ. Không biết là tư cách là những người phụ nữ với người vợ thì mình là suy nghĩ như thế nào ạ? À? Nếu như em đang đi chơi với người lạ, chồng em thấy em thì em muốn chồng em làm gì? Em thì em sẽ muốn chồng em để về nhà nói chuyện hơn, cả hai tự giải quyết vấn đề riêng của nhau. Dạ, lúc đó em đi về nhà liền hay là em chơi cho tàn cuộc rồi em về? Dạ thì mình lỡ đi rồi mình đi cho tới. Đi cho tới. Mình đi cho tới. Cô gái áo xanh. Em thì thường em đi em hay nhắn tin trước. Báo cáo ha. Dạ, kiểu là em muốn tí em đi tới chỗ đó với ai đó em sẽ nói trước. Còn nếu như mà chồng thấy, ví dụ như vẫn cảm thấy là hơi khó chịu hay là gì đó thì tối về mình sẽ nói chuyện thêm với nhau để cải thiện về cái suy nghĩ đó. Chứ cũng không có gì to tát hết, tại vì em sẽ nói trước. À, nói chung nguyên tắc của em là em nói trước chứ em không có giấu. Nếu dạ, người đó rồi. Là chồng em hoặc bạn trai của em. Dạ đúng rồi, em sẽ nói. À, còn nếu mà khi mà em không có nói gì hết mà có đi là có vấn đề, có giấu là có vấn đề, đúng không? Dạ, tôi giấu luôn. Giấu là giấu luôn. Xui em, thiên bất dung gian, xấu mà chồng vẫn thấy. Dạ. Là không có gì để nói nữa hết, đúng không? Dạ đúng rồi, là thôi rồi đó. Rồi hiểu. Giờ làm về em có tới quán này ăn uống với bạn bè thì có nhắn tin báo cáo là không thôi. Gì dẫn trong sạch. Mấy người cao tay ấn là mấy người hay báo cáo lắm á. Chị hay báo cáo lắm, chị đi đâu chừng post Facebook lên nữa. Mình để cho bạn trai chị tưởng đâu là đó chắc không có gì này mới dám nói vậy, chứ thật ra là có gì luôn á. Chơi vậy mới chơi. Trời nặng lắm, dân chơi mà. Lại còn thứ dữ nè, chơi phát hiện ở gì đạp lúc cán luôn. Rồi về báo cáo sao? Nói nhiều rồi, tâm sự rồi, bây giờ mình sẽ thử cảm xúc với nhau. Mỗi chàng trai sẽ có 30 giây qua nắm tay từng cô gái. Rồi, mời em trai. Trưởng phòng nha. Em hãy đứng dậy. Em thì không có gì nồng, không có gì nồng. Rất là vui khi mà gặp em hôm nay. Dạ, dạ em cảm ơn. Em chờ anh nắm tay. Em cảm giác gì vậy? Em khá là ấn tượng với anh. Anh có cảm giác gì vậy không? Có nghĩa là về những cái gì em chia sẻ với cái tình huống hồi nãy á, thì anh ấy có nhiều cái nó match được với anh rất là nhiều, anh cũng có suy nghĩ nó đầy say mê. Kỹ năng cô gái. Dạ. Mời em. Tại vì em nói em chưa có bạn gái chị mới chỉ chiêu đó. Vậy nè. Chị phép nắm tay em. Anh cảm nhận là tay này ấm, anh đứng em rất là vui.
xin phép được. Em có cảm nhận đang run không? Thấy tay của em đang rất là run, đang rất là lạnh luôn. Dễ thương. Rồi cảm ơn. Đặt tay vào nút bấm đi các bạn. Mỗi chiếc ghế đều có hai nút bấm, màu đỏ và màu xanh, tương ứng với vị trí ngồi của đối phương ngồi ở ghế màu nào mà chúng ta thích. Và bây giờ mời các bạn hãy hướng mắt ra trước và nhắm mắt lại. Chúng ta hãy lắng nghe tiếng nói của con tim mình. Đây là chương trình ghép đôi thần tốc, là nơi thể hiện cảm xúc chân thật nhất. Bây giờ là khoảng cách quyết định. Các bạn sẽ phải đưa ra quyết định của mình sau 5 tiếng đếm của Hứa Minh Đạt. 5 4 3 2 1 và bấm ạ. Thứ nhất là hiểu về cái tính cách của em, hiểu cho cái công việc của em, là biết san sẻ trong công việc cũng như là trong cuộc sống. Người đi cùng với em trong tương lai thì sẽ thấu hiểu nhau, cùng lắng nghe nhau, không ai có một tiêu chuẩn riêng. Tìm cái người mà cho em cảm giác an toàn. Vậy là không có gu. Cũng khó lắm, khó hơn tự lập ra một cái chuẩn nào đó. Có tiêu chuẩn gì không em? Cao hơn em là được. Rồi. Ốm ốm xíu ạ. Bữa nay màu đen mà chúc mừng các bạn nha. Thiệt tình màu hay quá. Màu đen mà lại thắng nha. Thiệt tình hay quá, phá nhớp chị ơi. Okay. Kính thưa quý vị, xin gửi tặng mỗi bạn một sản phẩm cốt súp heo của công ty Cốt Việt Food, được sản xuất theo tiêu chuẩn FDA, giúp cho món ăn thơm ngon, tròn vị và tiện lợi hơn trong quá trình chế biến. Và sản phẩm này không có chứa MSG và không có dùng chất bảo quản. Xin gửi tặng đây, các bạn tặng những nắm tay. Rồi làm sao mà na nó vẫn nắm tay được bạn gái nha. Đây nè, nắm tay nè, nắm tay nè. Nắm tay, nắm tay. Kỹ năng cô gái phải nắm tay liên tục đó, đừng nên buông tay bạn gái mình nha. Dạ kính thưa quý vị, và đối với những cặp đôi thành công, 4 người thành công, dạ, chương trình sẽ dành tặng cho hai cặp đôi mỗi bạn là một phần quà nhỏ, đó là gói Ruby của ứng dụng hẹn hò Sweet Couple vừa ra mắt của nhà MCV, với những tính năng nâng niu tình yêu giúp các cặp đôi hiểu và yêu nhau nhiều hơn. Và trong ứng dụng này các bạn cũng sẽ được tư vấn bởi ông mai bà mối duyên dáng. Chương trình ghép đôi thần tốc được phát sóng vào lúc 21:15 thứ ba hàng tuần trên kênh HTV9 và 21:30 thứ ba hàng tuần trên kênh MCV Media. Cảm ơn ứng dụng hẹn hò và giữ lửa tình yêu Sweet Couple đã đồng hành cùng với chương trình. Ứng dụng Sweet Couple đã chính thức có mặt trên App Store và Google Play. Hãy nhanh tay download để tham gia cộng đồng Sweet Couple đang có rất nhiều cơ hội gặp gỡ đang chờ đón các bạn. Và bây giờ Cát Tường và Hứa Minh Đạt xin chào và hẹn gặp lại quý vị.